Ôi, ăn này nhà bà nó ăn như là muối ruột. Nè, có à, tay bẩn. Im. Cuộc con hàng ơi. À, chết rồi, thiếu mỡ. Có mỡ hả? Chết rồi. Đậu mỡ là gì lắm. Thôi, còn đây ngon hơn, mỡ này ngon hơn. Mỡ này ngon hơn. Quay. Thôi. Con chả ngon. Chà, ăn một trứng, đấm cho chậm nào. Ăn mới. Ngon hơn. Chúng ăn cơm đi. Thôi, cơm của ăn cơm. Ngâm, ngâm, ngâm. Thôi, ăn gì nữa? Quay à? Đây là món trứng. Ăn với cơm. Đi ra đây. Ôi, những ôi, ôi trời, ôi trời. Đầu bếp nổi tiếng. Ôi đây là tôi là. Bồi bàn nổi tiếng. Bồi bàn. Hãy đến với mì mẹ nhất. À đúng rồi, quảng cáo. Và hãy đến với mì mẹ nhất. Đây là món mì xào nổi tiếng của A Hai, một đất nước đấy là nó này còn mít tất nhiên. Mở lắm. Chúng tôi không cần hẳn hoài đều.